Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi Tỵ nói chung và Kỷ Tỵ nói riêng là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu nhập cho mình những thông tin bổ ích dù ở bất kỳ nơi đâu. Họ thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo những lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và vận trình của tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Đồng thời là cách hóa giải vận hạn cho người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này để quý vị và các bạn có một tháng bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cụ, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuổi Thân. Đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 2, từ ngày 16 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 2, từ ngày 28 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 2, từ ngày 9 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 1 tháng 2, tức ngày 13 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 2, tức ngày 25 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 2, tức ngày 6 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ,
Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong tháng 2 âm lịch. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Tuổi Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lên cao, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ, nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở muôn loài, cho nên họ thuộc tiếp người giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Tân Âm Kim gặp Tỵ Âm Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay các vấn đề nên ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Bước sang tháng 2 âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc, giúp các gia chủ trước thời cơ nắm cơ hội thành công. Đồng thời đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Sự nghiệp tuổi Kỷ Tỵ. Tử vi tháng 2 âm lịch tuổi Kỷ Tỵ còn nói rằng trong lĩnh vực sự nghiệp, bạn có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này, bạn nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Hơn nữa, bạn là người có năng lực, là biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái, do cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Kỷ Tỵ cần phải kiểm soát cảm xúc mình cho thật tốt trong tháng này, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí lại đánh mất vị trí mình đang có. Ngoài ra, bạn cũng nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ là cách để giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải những vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thầu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công cho sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ. Bước sang tháng 2 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Xem tử vi còn cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất tiền, mất bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Tỵ tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Dù bạn là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng lại không nhiệt huyết. Tuy vậy, bạn cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi.
Đối với những người đã có gia đình, trong tháng, những xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ kỳ tỵ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, sức khỏe của những người tuổi kỷ tỵ có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn khiến bạn phải lo lắng hơn và dễ thức khuya, cộng thêm việc hút thuốc và uống rượu. Những điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bản thân mình. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Đồng thời những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính sẽ làm cho thị lực ngày càng giảm. Khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe ổn định. Bạn cũng cần chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi kỷ tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với anh chị về vận trình kỷ tỵ sinh năm 1989. Nhìn chung, mọi phương diện đều khá ổn định. Nhưng gia chủ tuổi tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc. Trong tháng 2 âm lịch, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng. Đặc biệt là những gia chủ kỷ tỵ trong tháng 2 âm lịch, anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.